Xin chào các bạn, quay trở lại với chương trình trải nghiệm sản phẩm của Oshima. Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn đó là sản phẩm đầu xịt Oshima OS35 với hiệu quả làm việc tối ưu. Còn chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng xem như thế nào nhé. Trước mặt tôi là đầu xịt OS35 được thiết kế vô cùng tinh xảo. Chữ Oshima được dập nổi trên máy. Bên ngoài được phủ một lớp sơn tĩnh điện. Phần đuôi được làm từ thép không gỉ, trọng lượng máy chỉ 10,25 kg. Piston lớn, công suất của máy 1 HP, tốc độ vòng quay của máy 1100 đến 1300 vòng trên phút, áp lực full từ 40 đến 50 kg, lưu lượng nước từ 2 đến 25 lít trên 1 phút. Chi tiết máy chúng ta có thể thấy có đế đầu và thân bơm, chai dầu nhớt và kiểm tra dầu nhớt, hai đầu gắn bu ly, ống tràn nước bỏ, đầu điều chỉnh áp lực, khóa chốt nước ra, van hút nước, van xả nước, đồng hồ đo áp lực, bình hơi, van xịt, van lớn sử dụng dây 13 mm, và bộ dụng cụ đi theo thì gồm có dây hút và dây xả, bu ly, đầu lọc rác, ốc nong đề và chốt bu ly, bộ phút máy, khóa móc phút, đầu bơm nước Oshima sản xuất theo công nghệ Nhật Bản tại Trung Quốc nên chất lượng rất tốt và giá thành cực kỳ hợp lý, nên sản phẩm của Oshima được ưa chuộng nhiều tại Việt Nam. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.